Xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái đồ án về đọc cái con cảm biến TUV hay là tia cực tím và hiển thị cái thông số lên trên LCD 16x2. Trước tiên thì mình nói các cái linh kiện chính của cái đề tài. Đầu tiên các bạn sẽ thấy một cái LCD màn hình hiển thị. Thế ra các bạn có thể hiển thị lên LED bảy đoạn cũng được. À mình nói nhầm á, LED bảy đoạn cũng được hay là các bạn có thể hiển thị lên trên màn hình này LCD nè rồi không LCD thì OLED cũng được hay là màn hình TFT thì đó thật ra cũng chỉ là một vài cái công cụ cho các bạn hiển thị thôi còn hầu giờ thì mình chưa hiển thị lên HMI trên video điều khiển HMI mình chỉ có giao tiếp với lại con Arduino thôi à con mình nói nhầm ha HMI hầu giờ thì mình mới chỉ giao tiếp trên cái con BUC thôi rồi thì à, trước tiên á ở đây mình sẽ có dưới này con video điều khiển nên mình nói con này trước đi ha ừ, con này trước con này thì cái tên của nó nha nó là cảm biến tia UV ML8511 Nó có tên dưới này nè, nhưng mà nhỏ quá các bạn không nhìn thấy được Con này là con cảm biến đó Và con này nó sẽ đọc cái lượng tia cực tím, con cảm biến này, này các bạn Nó sẽ đọc cái tia cực tím và nó sẽ quy đổi ra thông số cho mình À, nó thì đổi ra thông số cho mình thì trước khi đọc các bạn có thể tìm hiểu datasheet của nó cũng được hoặc là các bạn có thể xem một vài cái trang người ta bán hàng á người ta cũng có con cảm biến này và các bạn xem thông số kỹ thuật của nó ở đây các bạn thấy nó có 5 chân và mình quan tâm 4 chân thôi. Chân V in các bạn cấp 5V. Nếu các bạn dùng một cái vài con vi điều khiển nó cấp 3.3V á thì các bạn cấp vào 3.3V cũng được. Rồi tiếp theo là chân ren D. Chân ao là chân trả về tín hiệu analog. Các bạn lưu ý nha. Chân ao là chân trả về tín hiệu analog và chân enable các bạn gắn nó vào chân vi điều khiển để các bạn kích mức cao cũng được. Tại vì con này mức cao nó sẽ cho phép đọc và mức thấp thì nó chặn lại nên là các bạn gắn vào đây cũng được hoặc là các bạn cắm trực tiếp lên nguồn luôn thường thường á dùng mình làm mạch đó thì mình cho cái chân enable này lên lên vcc luôn còn nhiều bạn thì có thể là cho vào một chân vi điều khiển để lúc mở lúc không cái đó tùy ha cái thứ hai <laughs> rồi người ta mình là đặt câu hỏi là cái chân enable này để có tác dụng làm gì giả sử nha mình có nhiều cái con mình có nhiều cái con con này nhưng mà mình có một cái cái, cái cổng adc trên con vi điều khiển đó ví dụ các bạn dùng một vài công vi công vi điều khiển nó đặc thù nó chỉ có một cổng adc à nói dụ như các bạn đơn giản như các bạn dùng à, cái con sb tám hai sáu đi ha mình giả sử ha trên con này nè nó chỉ có một cái cổng adc à chơi mình cái cầm một cổng thôi nên là mình phải làm gì mình dựa vào chân enable này để mình biết được là mình đang đọc cái con nào ví dụ khi các bạn cho con này xuống mức lâu á các bạn cho con nào lên mức hai thì các bạn đang đọc con đó thì đó là cái giải pháp mà người ta đưa ra cho mình đối với những cái vi điều khiển có một chân analog và mình vẫn đọc được nhiều cái con này đó. nên người ta đưa cho mình chân enable cái này thì mình tìm hiểu trên mạng thì mình nghe người ta nói như vậy đó. mình xem mình thấy người ta nói như vậy còn không biết là cái chân enable này còn tác dụng gì không nhưng mà nếu như các bạn làm có một mình nó thì mình treo luôn lên nguồn luôn khỏi mấy công rồi cái thứ hai ở đây mình có con vi điều khiển bữa nay mình gắn con bit 16 f887 thật ra cái đề tài này các bạn có thể dùng 89 cũng được Aruno cũng được, STM cũng được, AVR cũng được. Nó miễn sau có cổng analog thì các bạn đọc về được. Nhưng mà đối với con 89 á thì các bạn phải gắn thêm con ADC0808 hay là 0804 gì cũng được. Để các bạn mới đọc về được nha. Chứ không là không chứ không à, cái đọc về được. Đó. À, rồi, thì bây giờ mình đã, mình cắm mình test cho các bạn xem. Ừ. Rồi, thì ở đây mình sẽ có là gì? 0.99 à 49 chứ cái đơn vị này mình thấy trên trên mạng nó để cho mình cũng không biết nó là có thể là milliwatt trên cm tức là cái cái công suất của cái ánh sáng của mình á trên một cm vuông mà mình nghĩ là như vậy rồi thì bây giờ bắt đầu mình ở đây mình không có cái ánh sáng mặt trời tại vì bây giờ hôm nay là trời tối nè trời mù cái thứ hai là mình đang ở trong nhà trong phòng nên mình không đem ra được mình dùng ánh sáng đèn ha flash thật ra cái tia cực tím á các bạn cái tia cực tím này nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe nếu mà các bạn dùng cái lượng tia cực tím nhiều chiếu vào con người á thì nó cũng không có tốt lắm nên là ở đây cái flash của mình thật ra cũng không có tia cực tím nhiều đâu nha nói chung là mình chỉ test nó sai số nó để cho các bạn thấy nó có thay đổi thôi chứ còn cái tia cực tím của flash không có nhiều nha nhiều bạn thì kêu tia cực tím flash nó nặng nhưng mà không có phải còn cái này thì tia cực tím các bạn có thể mua cái lọ đèn có tia cực tím luôn nó có cái lọ đèn đó luôn thì các bạn mua cái loại đèn nó gì thì nó sẽ test tốt hơn nhưng mà đây mình không có có nó giá thành nó hơi cao nên mình không mua rồi mình chiếu nó vào thì ở đây mình chiếu nó phải sát á, thì nó mới chạy mới Ổ, ổn ổn xíu được đó các bạn thấy mình sát nó lên tới một cái mấy nè mình chiếu phải sát và trực diện vào nó thì nó mới có thay đổi à, chứ không là nó không có thay đổi thì cái lượng này là từ hình như mình thấy hôm bữa mình thấy đang đo là từ một cho tới bảy bảy trăm mấy á không đến bảy trăm mấy á mà đến bảy trăm mấy là cái lượng đó là coi như là rất là độc ừ, nên là các bạn rồi nói mình chiếu vô thì nó cỡ này nha yeah. nói chung nó không có ổn định lắm nói chung nó chỉ đê đo được thôi rồi ừ, chờ một xíu để mình tắt flash ha à, thì cái đề tài này các bạn có thể làm ở đâu các bạn có thể làm đồ án một các bạn đọc nó về không là cũng được là đồ án một đồ án môn học nhưng mà các bạn muốn làm được đồ án hai đúng không thì các bạn có thể làm một cái lò sấy hoặc là một cái lò để triệt khuẩn cho thức ăn á thường thường người ta hay làm tia cực tím thì để dùng để trị khuẩn cho thức ăn một ngày người thì người ta dùng cái người ta tạo ra một cái kiểu như lò sấy đúng không người ta gắn cái bóng đèn tia cực tím vào và người ta cho thức ăn nó vào để gì để nó nó diệt cái vi khuẩn ở trong thức ăn đó đi thì đó không phải là cái thức ăn mỗi thức ăn á nó sẽ có một cái nồng độ tia cực tím khác nhau nên là các bạn ở đây mình dùng con cảm biến này này để mình đo cái lượng tia cực tím nó đã đủ cho cái thức ăn đó hay chưa và sau đó mình làm gì nếu như mà nó nó thừa quá thì bây giờ mình sẽ điều khiển cái bóng đèn á nó sáng mờ thôi nó phát ra ít tia cực tím thôi hoặc là nó nó nhiều quá à, hoặc là nó ít quá thì mình sẽ làm gì cho bóng đèn nó nó sáng tỏ hơn và phụ thuộc vào con cảm biến này nó đọc về và để cho phù hợp với thức cấp thức ăn nếu như các bạn dùng cái thức ăn đó nhưng mà cái lượng tia cực tím nhiều quá thì nó sẽ làm hư thức ăn luôn đó nha các bạn làm hư thức ăn luôn nên là lúc này là mình phải cần con này để mình đọc được và cái này nó được ứng dụng trong công nghiệp khá là nhiều À, những cái nền thực phẩm người ta ứng dụng rất là nhiều. chứ còn ngoài ra thì ít trong ít có được sử dụng ở ngoài lắm ha. rồi thì cái mức độ đề tài này như vậy, các bạn có thể làm đồ án một, đồ án hai. Ở đồ án tốt nghiệp thì mình chưa thấy ai làm hết. nếu đồ án tốt nghiệp thì các bạn phải làm nhiều á, nó làm phải làm uh, nguyên một cái mô hình lớn thì có có thể làm mới ổn định được. rồi nếu các bạn nào có nhu cầu làm đồ án thì các bạn có thể liên hệ bên mình, mọi thông tin mình sẽ để hết dưới phần mô tả video cho các bạn. hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.